Chiều nay ngày 26 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Mông Cổ Bilek Dori Das đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ngài Đại sứ Bilek Dori Das đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ, góp phần tăng cường sự tin cậy, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam-Mông Cổ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, mối quan hệ đối tác truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ, đặc biệt, hai nước đã cùng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1954-2019. Chủ tịch nước hoan nghênh hai bên đã tiến hành hai kỳ họp lần thứ 16 và 17 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc và tăng cường xúc tiến thương mại. Chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp về đất nước, con người Mông Cổ mến khách, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất và tốt đẹp trong thời gian tới. Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp. Đại sứ Mông Cổ cho biết đã luôn nỗ lực nâng cao quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Đại sứ bày tỏ hy vọng trong tương lai, thương mại hai nước sẽ được tăng cường. Bày tỏ tình cảm với đất nước con người Việt Nam, đại sứ cho biết Việt Nam là ngôi nhà thứ hai trong suốt thời gian công tác và trong cả tương lai. Đồng thời chân thành cảm ơn nhà nước, chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ tích cực đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.